Hello, welcome back to the show. We import the nhảy đôi luôn. Ôi giời ơi, cảnh sát tối. Hay đấy, xem khá là ok đấy. Cái biểu tượng này sao rơi xuống đây là đai cả rồi. Chắc là rơi xuống là chết cả đôi vậy. Cũng có thể là được tặng sức mạnh hay cái gì đó. Đã vào cái phần zombie class. Còn nữa này. Ôi ôi, bố của nó này này. Thua mất. Bố zombie ra là không ăn được. Chúng ta sẽ đến với game Fight Fun này. Game này có những cái âm thanh khiến chúng ta phải ghê sợ. Bí ẩn đấy. Đây là đêm thứ 6. Cái con gấu máy ông này nói thì ra bất kỳ lúc nào. Chúng ta kiểm tra cái giường này, thường nó xuất hiện định. Ồ đây thì thật đấy. Chúng ta đã phát hiện ra nó rồi. Nó hù nhé. Rất là tối mà. Hello. Không có ai. Vừa thấy góc này xong. Liên tục phát hiện. Một giờ. Mình không hiểu chơi kiểu này. Làm sao cho thắng nhanh. Chết tên. À. Phát hiện ra nó mà. Thắng luôn à. Ok, chúng ta đã vào game. Không phải. Đây, đường đây. Trong này.
Veo, veo. ¿De quién está acá? Luego China. La le pomota. Kinh quá. Ui. Kinh khủng. Giáp, mặc giáp. Chịu. À, dụ nó ra đây. Con lợn này. Con lợn này ra đây à. Mày. Tên. Golden giáp vào. Ơi. Vào đây nó có cái gì nó kêu kẹt kẹt chiến luôn. Súng à? Contact with enemy.
chaka đánh với máy rồi. Thế dễ dễ. Magnet away. Competition. No one can sing better than I do. What's up, young man? Ông này ông cất áo gì nhỉ? Ơi, chưa cất áo.
เดี๋ยวต้องเชี่ยวแอลด้วยนะเจอสไลม์ดีนะกีบบอกกันนะชิวขาดเลยชิวขาดเจ้าไหนตัวควายไม่ไม่ควายเลยของแซ่ได้ไงนะมันจิหนีได้ใช้มุ้งชิ้นขวาน้องเจ้าอยู่ตรงสมจิตได้ไงชอบกว่านี้มากThank you.
cái đồ vật trong game này nó giấu ảo thật, giấu nó khó tìm. Ui. Sẽ có con quái vượt này đây. Bắt đường cô tôi.